Đầu tiên, xin kính chào quý ông bà ở tuổi cao niên và thân chào các bạn trẻ nam nữ ở lứa tuổi 20 trở lên. Chương trình diễn bình của độc Giải trí hôm nay xin được phép trình bày một chủ đề liên hệ đến lịch sử đó là tại sao hoàng đế Quang Trung lừng lẫy trong lịch sử Việt Nam lại không có được một nắm mộ nhỏ thì trong chủ đề này, đọc giải trí sẽ trình bày bốn phần. Phần thứ nhất là à, lược thuật tổng quát về cuộc đời của Hoàng Trung Hoàng đế Nguyễn Huệ và bối cảnh lịch sử lúc đó. Phần thứ hai là nói về những cái giả thiết trong vài năm gần đây về việc tìm được lăng mộ của Hoàng đế Quang Trung. Và phần thứ ba xin được phép trình bày lại những dữ kiện của lịch sử chứng minh vì sao hoàng đế Quang Trung không có được một nắm mộ nhỏ à, đó là vì à, bị trả thù và phần thứ tư là phần nêu lên nhận định riêng của độc giải trí về hai nhân vật lịch sử có tên tuổi à, đó là hoàng đế Hoang Trung và nhân vật Nguyễn Ánh hay là Nguyễn Phúc Ánh, tức là vua Gia Long. Bây giờ đọc giải trí xin được trình bày phần thứ nhất, đó là tổng lược về cuộc đời của vua Quang Trung hay là hoàng đế Quang Trung, Nguyễn Huệ và bối cảnh lịch sử lúc đó. Hoàng đế Quang Trung lúc nhỏ sống ở tây sơn tức là thuộc cái vùng tỉnh bình định ngày nay ông có tên lúc nhỏ trong gia đình là nguyễn huệ huệ là tên của một loài hoa thì ông có ba anh em người anh cả là nguyễn nhạc à, kế đến là ông tức là nguyễn huệ và người em thứ ba là nguyễn lữ thì ba anh em của ông là người ở cái làng tây sơn thuộc tỉnh bình định ngày nay thì nguyễn huệ sinh năm 1753 và mất năm 1792, tức là Hoàng đế Quang Trung thọ 39 tuổi. Nhưng mà ông ta đã tạo được một sự nghiệp quân sự chính trị lấy lừng, có thể nói rằng lấy lừng nhất trong lịch sử Việt Nam. Theo nguồn gốc thì lịch sử họ ghi nhận rằng là gia đình của ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Hội, Nguyễn Lữ là từ cái quê ở tỉnh nghệ an nhưng mà lúc đó có phong trào di dân theo chúa nguyễn hoàng vào nam để mà mở rộng những cái đợt uh, uh, nam tiến đó thì uh, dòng dõi của gia đình ba anh em nguyễn nhạc nguyễn ngoại nguyễn lữ đã đi từ vùng nghệ an vào đến bình định sinh cơ lập nghiệp thời kỳ đó thì rất nhiều di dân việt nam từ miền bắc miền trung đi vào huế rồi xuống quảng nam quảng ngãi rồi lên bình định Pleiku cool, rồi sau đó xuống cái đồng bằng Dương Hải như là Phan Rang, Phan Rí từ đó vào đến Đồng Nai, Biên Hòa, Sài Gòn và đến thời kỳ của ba anh em nhà Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ thì dân chúng ta đã đi xuống đến tận vùng Hà Tiên, Kiên Giang, Rạch Giá nhưng mà đời sống lúc đó thì dân cư rất là thưa thớt, hoang vu tại vì đó là những vùng mới khai khẩn lập nghiệp Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ năm 18 tuổi đã tham gia cùng anh là Nguyễn Nhạc và người em là Nguyễn Lữ trong cái phong trào gọi là khởi nghĩa Tây Sơn chống lại cái, cái, cái sự thối nát của thời kỳ Chú Nguyễn. Cái bối cảnh lúc đó chúng ta thấy rằng là Việt Nam được chia làm hai miền, miền Bắc từ sông Danh tức là từ Quảng Bình trở ra cái vùng Hà Nội lạng sơn cao bằng được gọi là đàng ngoài do chú Trịnh nắm quyền. Chú Trịnh lấy cái tiếng là phò nhà Hậu Lê, nhưng mà thực sự đó là chú Trịnh từ thời kỳ Trịnh Kiểm đến Trịnh Tùng và sau này là con cháu thì đều nắm hết quyền lực. Người ta nói lúc đó là phủ chúa còn lớn hơn là cái hoàng cung Thăng Long. Họ nói như vậy là ý họ muốn nói rằng cái quyền lực của chú Trịnh nó lớn ghê lắm, nhà Hậu Lê chỉ là hư vị thôi cỏ trong nam đó, từ sông danh của tỉnh Quang bình trở vô huế đồng nai biên hòa và xuống đến hà tiên đó, thì là thuộc cái cái vùng gọi là đàn trong do chúa nguyễn cai trị chú nguyễn thì trong cái bài diễn bình đó, hôm trước tôi đã nói vấn đề phân tranh giữa trịnh kiểm và nguyễn hoàng thì những cái chú nguyễn sau này đều là con cháu của nguyễn hoàng thì cái thời của ông nguyễn huệ đó là lúc đó chúa Nguyễn ở đàng trong cai trị là chúa Nguyễn Phúc Thuần đến đời thứ 9 rồi nếu mà tính từ đời của ông chúa Nguyễn Hoàng nhưng mà đến đời thứ 9 đời của ông Nguyễn Phúc Thuần thì đã suy yếu do quan lại tham nhũng thối nát rồi đó bộ máy hành chánh nó không có phục vụ cho cái lợi ích của người dân lúc đó trong triều đình tức là tại Huế đó là một cái quyền thần À, rất là ngạo ngược đó là trương phúc loan trương phúc loan là lấn cả chúa và hống hách tham nhũng từ đó đó gây ra cái sự bất mãn ở trong công chúng và ba anh em nhà nguyễn tức là nguyễn nhạc nguyễn hoài nguyễn lữ đó nhân cơ hội đó phất cờ khởi nghĩa để mà kêu gọi dân chúng là lật đổ quyền thần trương phúc loan lúc đó thì nguyễn nhạc là anh cả thì khi khởi nghĩa đó chỉ dựng lên cái chiêu bài là phò chúa nguyễn diệt quyền thần trương phúc loan chứ chưa dám là tự cho mình là chúa là vua thì cái thế lúc đó là yếu sau một thời gian khởi nghĩa đó thì lực lượng chính trị quân sự của nguyễn nhạc nguyễn hoài quân lữ một ngày một lớn mạnh tại vì các nghĩa quân được tổ chức rất là kỷ luật và vì lúc đó là đang lộn lạc và bị đời sống nó thấp kém nên người ta thấy nguyễn nhạc khởi nghĩa người ta theo về rất là đông như vậy lúc đó chúng ta thấy cái bối cảnh lịch sử việt nam lúc đó có ba lực lượng quân sự chính trị ở ngoài bắc tức là đàng ngoài thì có vua lê chú trịnh ở trong nam thì có chúa nguyễn với là cái sự lộng hành của quyền thần trương phúc loan và thêm một lực lượng mới nổi dậy ở tây sơn bình định đó là ba anh em nguyễn nhạc Nguyễn Huệ, Lữ. Trong vài năm khởi nghĩa thì cái lực lượng quân sự chính trị của Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, quân Lữ một ngày một lớn mạnh và chú Nguyễn phải bỏ chạy từ Huế chạy dần vào trong miền Trung rồi vào trong Nam. Thì lúc đó đó, dòng họ chú Nguyễn là, là là suy yếu chỉ có một người cháu ở trong dòng họ chú Nguyễn mới nổi lên, dù ông ta rất còn trẻ. Đó là nhân vật có tên là Nguyễn Phúc Ánh Tức là Nguyễn Ánh Sau này là vua Gia Long đó Thì dòng họ chú Nguyễn Do Nguyễn Ánh à, lãnh đạo Đã chạy rời bỏ Cái vùng Huế vào miền Trung Nam Trung Phần Rồi vào vùng miền Tây Nhưng mà lực lượng quân Tây Sơn cứ Truy đuổi đánh để mà tiêu diệt Cái lực lượng của Nguyễn Ánh Nguyễn Ánh phải Từ cái vùng Hà Tiên Rạch Giá đem quân chạy ra đảo Phú Quốc, lực lượng Tây Sơn tiếp tục truy đuổi để mà tiêu diệt. thì uh, Nguyễn Ánh, uh, Túng Thế và Đường cùng phải vượt biển vào cái đất Sim và xin vua Sim, tức là Thái Lan bây giờ đó uh, cấp cho một nơi để mà trú ngụ. thì uh, Nguyễn Ánh đi theo đó, đem theo chừng vài chục hay là vài trăm người, cả quan cả quân và gia đình của ông ta thì lúc đó vua Sim uh, nghĩ thương tình và muốn lợi dụng vấn đề sau này nên là cấp cho một cái vùng đất nhỏ ở ngoài ô thủ đô Bangkok để cho vua tôi Nguyễn Ánh tức là Nguyễn Phúc Ánh á, sau này là vua Gia Long để mà sinh sống thì Nguyễn Ánh và bầy tôi họ sống một cái nghề khai khẩn đất làm ruộng làm rẫy để mà sinh sống trong thời gian chờ cái ngày Trở về nước để một phục hận đánh lại vua Tây Sơn. Trong thời gian mà Nguyễn Ánh ở bên Simla tức là Thái Lan đó, ông ta cũng có quen biết được nhiều vị giám mục người Pháp mà đi tuyên truyền đạo Thiên Chúa giáo ở cái vùng Đông Nam Á lúc bây giờ đó, thì ông ta gửi một người con đi theo một vị giám mục qua bên Pháp và trong bức thư mà nguyễn ánh gửi cho vị giám mục người pháp mà chuyển về cho hoàng đế pháp lúc đó đó là xin pháp giúp đỡ ông ta phục hồi lại cái ngai vàng và đồng ý là nhượng bộ cho pháp một số điều kiện về kinh tế cũng như là cho phép các giáo sĩ của pháp đến ở việt nam truyền đạo trong trường hợp mà pháp giúp cho ông ta đánh đổ được lực lượng tây sơn và phục hồi lại cái ngai vua chúa nhưng ngày xưa mà đóng đô ở cái kinh đô Huế đó. Thì khi mà lực lượng Tây Sơn lớn mạnh đã đánh đuổi Nguyễn Ánh chạy qua đến Simla tức là Thái Lan thì lúc này á ở đằng trong là chỉ còn có lực lượng quân sự chính trị của ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ gọi chung là các phong trào Tây Sơn. Lúc đó ở ngoài Bắc tức là đàng ngoài đó, vua Lê chú trịnh cũng đã suy yếu và khi mà vua Lê, Chú Trịnh suy yếu thì Nguyễn Huệ, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ mới tìm cách đem quân ra ngoài đó để mà đánh cái lực lượng chính trị quân sự của Chú Trịnh nhằm thống nhất đất nước. thì khi diệt được Chú Trịnh đó thì tình hình Việt Nam lúc đó đã thống nhất dưới sự lãnh đạo của lực lượng Tây Sơn mà phần lớn là vai trò của nguyễn huệ mặc dầu ông là em của nguyễn nhạc từ đó cũng sinh ra cái sự bất hòa giữa hai anh em nguyễn nhạc thấy cái uy tín của nguyễn huệ quá lớn thành ra cũng nghi ngờ là nguyễn huệ sẽ uh, vượt cả quyền mình từ đó có sự lục đục trong anh em lúc khởi nghĩa thì ba anh em đoàn kết nhưng mà khi có quyền hành rồi quyền lực trong tay rồi thì sinh ra nghi kỵ lẫn nhau từ cái thời điểm mà uh, nguyễn huệ đem quân ra bắc để mà tiêu diệt cái lực lượng quân sự chính trị của chú trịnh đó thì sinh ra cái sự bất mãn trong cái dòng dõi nhà hậu lê thì có một người đó có tên là lê chiêu thống mới tìm cách chạy qua tàu để mà xin tàu uh, đem quân qua giúp đỡ để ông ta phục hồi lại cái ngai vàng của nhà hậu lê đó là ông vua lê chiêu thống từ đó đó nhà thanh tức là hoàng đế Càn long của tàu mới nhân cơ hội đó lấy cái cớ là giúp Lê Chu Thống uh, phục hồi lại cái ngai vàng của nhà hậu Lê đem quân qua để mà đánh Việt Nam thì họ huy động khoảng 29 vạn quân tức là gần 300 ngàn quân uh, tiến từ cái vùng đất là Lưỡng Quảng tức là Quảng Đông, Quảng Tây bây giờ đó tiến đến Thăng Long thì uh, Vua Quang Trung, Hoàng đế Quang Trung lúc đó là đóng ở cái vùng uh, uh, Huế hay là Nghệ An nghe tin như vậy thì ông ta chuẩn bị đại quân để mà tiêu diệt quân xâm lăng. Cái chiến thắng mà hoàng đế quang trung tạo được khi mà đánh quân xâm lược nhà thanh đó, hết sức là lấy lưng. Chúng ta thấy là khi quân xâm lược kéo đến hà nội chiếm đóng đó thì vua lê chu thống lúc đó chỉ là hư vị thôi. À, đại tướng của quân nhà Thanh là Tôn Sĩ Nghị lấy cái cớ là giúp Lê Chu Thống thì khi mà vào được cái kinh đô Thăng Long đó, thì hống hách lo ăn nhậu, lo cướp bóc, lo hãm hiếp đàn bà phụ nữ. Thì đó là lúc vào dịp Tết Tết gọi là Tết Kỷ Dậu năm 1788 năm 1789 thì họ không ngờ là Hoàng đế Quang Trung đã chuẩn bị mọi binh lực để mà tìm cách đại phá quân xâm lược cái uh, tinh thần chiến đấu của quân tây sơn quá dũng mãnh và cái chiến lược quân sự của hoàng đế Hoàng trung rất là kỳ diệu nên uh, quân tào lúc đó không ngờ tại vì họ nghĩ rằng uh, hoàng đế Hoàng trung từ trong cái vùng nghệ an huế mà đi ra đến hà nội thăng long đó, thì phải mất hơn một tháng nhưng mà ông đã chuyển binh một cách thần kỳ rất là nhanh chóng do sự sắp xếp tổ chức có kỷ luật và sự hy sinh nên là quân của Nguyễn Huệ từ cái vùng Nghệ An di chuyển ra ngày Thăng Long Hà Nội rất là nhanh và vì quân Tàu chủ quan khinh địch và không có tinh thần kỷ luật cũng như là không được tổ chức chặt chẽ nên đã bị đại bại trong cái trận đánh mà ở Thăng Long Hà Nội đó đại quân của Hoàng đế Quang Trung mặc dầu chỉ là một phần ba chưa được phân nửa tức là khoảng một trăm hoặc là hơn một trăm ngàn quân thôi nhưng mà đã đánh tan nát cái lực lượng uh, quân đội xâm lược của Tôn Xuyên Nghị đông đến gần 300.000 quân. Đây là một cái chiến tích lừng lẫy trong lịch sử Việt Nam. Việc uh, hoàng đế Quang Trung đánh bại quân uh, Thanh xâm lược uh, diễn ra vào năm 1788, 1789. Lúc đó ông uh, độ khoảng 35 tuổi trước thời gian mà đánh bại quân xâm lược nhà Thanh á, thì vào khoảng năm 1784 trước đó, tức là khoảng 5 năm về trước đó, ông có đã từng dẫn quân từ Huế vào Sài Gòn rồi xuống miền Tây để mà đón đánh hai vạn quân Diêm, tức là khoảng 20 000 quân Diêm, quân Thái Lan đó. hai vạn quân Diêm cùng với 300 chiến thuyền là À, kéo về miền tây để mà ủng hộ nguyễn ánh tại vì nguyễn ánh xin à, thái lan xin Simla la à, mang quân đội vào việt nam để mà giúp ông ta à, phục hồi đã ngay vàng thì hai vạn quân sim tức là khoảng hai sư đoàn quân sim la thái lan đó đã bị hoàng đế quang trung à, chặn đánh ở cái vùng miền tây ở cái tỉnh vĩnh long đánh tan nát hết và tướng phải bỏ thuyền bỏ xuồng bỏ sông để mà lên bờ chạy trốn về Thái Lan thì chúng ta thấy cái sự kinh hoàng như thế nào. Đó là những chiến công hiển hách của Hoàng đế Quang Trung Vĩ Đại. Nhưng mà vì sao với những chiến công được coi như là một anh hùng dân tộc mà Hoàng đế Quang Trung lại không có được một nắm mộ nhỏ. Bây giờ đọc giải trí xin chuyển qua cái phần thứ hai tức là nói về những giả thiết trong vài năm gần đây về những cái lăng mộ của Hoàng đế Quang Trung. Trong khoảng năm 7 năm gần đây đó, tại Việt Nam mình xuất hiện ra một số cái giả thuyết, tức là họ nói rằng họ tìm được cái ngôi mộ, cái lăng mộ của Hoàng đế Quang Trung. Thì một trong những giả thuyết đó đó là họ nói rằng họ tìm được ở cái phía tây của cái thành phố Huế hiện nay đó, một cái lăng mộ có tên là lăng mộ ba vành cái lăng mộ này gọi là ba vành tại vì được xây bằng ba vòng vòng ngoài vòng giữa và vòng trong thì cái bề thế của cái lăng mộ ba vành ở phía tây của thành phố huế hiện nay đó nó có quy mô mà nhiều người họ tham gia họ trong cái vấn đề gọi là đi truy tìm cái lăng mộ của hoàng đế quang trung á thì họ nói rằng cái lăng mộ này có cái bề thế lớn giống như là lăng của vua gia long ở ngoài huế đó là cái cách xây dựng của cái lăng mộ ba vành đó, nó giống như là cái lăng mộ của một vị vua chứ không phải là cái lăng mộ bình thường khi họ đi tìm được cái lăng mộ ba vành đó, ở phía tây của thành phố huế thì họ thấy rằng có những cái đặc điểm mà họ nghi rằng đó là cái nơi mà chôn cất hoàng đế quang trung tại vì cái bề ngoài của lăng mộ đó họ thấy có cái sự đục phá, sự khoét, sự sôi mối, sự đào xới chứng tỏ có một cái sự trả thù để mà tìm lấy cái hình hài di cốt cái xác của ông hoàng đế quang trung. cái thứ hai mà họ nghi ngờ đó là tại khu vực lăng mộ bao vành có những cái hoạt động gọi là yểm bùa yếm ờ, đó, tức là những người mà họ trả thù đó họ tìm cách là đặt bùa hay là tạo những hoạt động gọi là yếm để cho cái vong hồn cái, cái 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 linh hồn của hoàng đế quang trung không được đầu thai làm người ở kiếp sau theo cái sự suy nghĩ duy tâm của cái người thời đó thì qua những cái hoạt động gọi là yểm bùa yểm chú rồi yếm và hoạt động phá phách đào sới môi mốc tìm cách lấy xác xương cốt lên đó thì họ đặt ra nghi vấn nghi vấn rằng đây là cái lăng mộ nơi mà à, đã chôn hoàng đế Quang Trung. À, chúng ta biết rằng à, hoàng đế Quang Trung mất vào năm 1792 thì à, 10 năm sau ông Nguyễn Phúc Ánh trở lại Nguyễn Ánh đó, đã tiêu diệt được cái cái thế hệ Tây Sơn về sau này những cái người mà lên lãnh đạo lực lượng Tây Sơn đó tức là con cháu của Hoàng đế Quang Trung nó suy yếu thì không chống nổi lại được cái lực lượng của Nguyễn Ánh thì 10 năm sau khoảng năm 1801 năm 1802 thì Nguyễn Phúc Ánh tức là Nguyễn Ánh đó, lên ngôi vua là vua Gia Long từ đó có những cái hoạt động trả thù lại nhà Tây Sơn thành ra khi ông Hoàng đế Quang Trung mất vào năm 1792 thì cái ngôi mộ ông ta à, chỉ tồn tại trong khoảng 9 năm mà lúc đó cái đến bây giờ thì người ta cũng không xác nhận là hoàng đế Quang Trung à, được chôn cắt ở đâu, chỉ biết đại khái là chôn gần cái khu vực Huế hoặc là Nghệ An mà thôi, tại vì lúc ông ta đóng đô ở tại đó. Và những cái giả thiết nêu lên về cái lăng mộ của hoàng đế Quang Trung đó cũng chỉ là giả thiết, tức là họ không có một cái kết luận khoa học nào một cách rõ ràng cụ thể để mà đem công bố trước công luận xã hội à, chính xác rằng cái lăng mộ ba vành hoặc là ở một vài nơi nào đó gần đó à, cụ thể là nơi đã chôn cất của cái 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 thân thể của hoàng đế quang trung họ chỉ nêu lên cái giả thiết và cái lập luận cũng còn là chưa rõ một cách chính xác về mặt khoa học. Thành ra à, cho đến nay thì người ta vẫn chưa biết là hoàng đế Quang Trung được chôn cất ở đâu và các phần mộ của ông thế nào và lý do như thế nào mà hoàng đế Quang Trung không có phần mộ. Để trình bày cái vấn đề này một cách rõ ràng hơn thì chương trình diễn bình của độc giải trí xin chuyển sang cái phần 3 tức là nêu lên những cái dữ kiện lịch sử vì sao Hoàng đế Quang Trung không có một nắm mộ nhỏ và những cái hoạt động trả thù hết sức là cây độc của ông vua Gia Long đối với nhà Tây Sơn theo lịch sử ghi nhận thì sau khi đánh bại ông vua quan toản tức là con của ông hoàng đế quang trung thì ông nguyễn phúc ánh tức là nguyễn ánh hay là vua gia long đã bắt đầu những cái hoạt động trả thù đối với lại ông nguyễn nhạc tức là anh ruột của ông nguyễn huệ và bản thân ông nguyễn huệ tức là hoàng đế quang trung thì ông vua gia long đã đào mồ lên. Lấy cái xác của ông Nguyễn Nhạc và cái xác của ông Nguyễn Huệ đem băm nát và tán nhỏ hết, lấy cái xương cốt đó tán nhỏ hết, tán nhuyễn ra thành như là bột vậy đó, rồi nhồi với thuốc súng và bắn ra biển. Còn cái đầu thì ông ta xử lý khác. Tức là theo cái quan niệm ngày xưa đó khi mà một người chết mà cái thân xác ở một nơi cái đầu ở một nơi đó thì khó mà đầu thai làm người ở kiếp sau thì cái hành động trả thù của ông vua cho long ý là như vậy tức là cái thân xác của hai anh em nguyễn nhạc và nguyễn huệ thì ông ta cho băm nát và bắn xuống biển tức là đi về một nơi còn cái đầu á tức là cái sọ ông ta lấy lên cái sọ của ông nguyễn nhạc và cái sọ của Đ... hoàng đế quang trung đó ông ta bỏ vào trong cái vò cái vò là cái danh từ ngoài bắc ở trong nam kêu là cái hũ đó cái vò nó nhỏ khoảng chừng hai bàn tay bụm lại hoặc lớn hơn một chút cái chứa đựng đổ chừng khoảng vài xị nước hoặc là nửa lít nước thôi thì kêu là cái vò thì hai cái sọ của ông nguyễn nhạc và nguyễn huệ đó ông vua gia long bỏ vào trong hai cái vò và thêm một cái vò thứ ba tức là cái sọ của ông vua quang toản tức là con của ông vua quang trung thì ba cái vò này đó ông vua gia long uh, cho người lấy uh, xiềng xích uh, xiềng chung quanh ba cái vò đó và đem giam trong một căn nhà ở cái kinh đô huế giam một thời gian vài năm thì ba cái vò đó chứa ba cái sọ của những người lãnh đạo phong trào Tây Sơn, lãnh đạo đất nước Việt Nam vào thời kỳ mà Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ đó đem ba cái vò đó giam trong ngục kính, à, ba cái vò đó đều bị xiên xích xung quanh. thì những người tù thời kỳ đó đó họ biết được thành ra họ luôn kính cẩn họ kêu là ông vò, họ kính cẩn kêu là ông vò họ nhớ đến Hoàng Đế Quang Trung và những người dân mà sống gần khu vực mà cái cái nhà ngục đó thì họ luôn luôn kính bái ba ông vò để mà cầu khẩn ba ông vò ban phước lành cho những người còn sống. tức là họ rất là kính trọng nghĩ đến cái vong hồn của ông Hoàng Đế Quang Trung. Nhưng mà riêng á những cái người mà cai ngục á, cái bọn chúa ngục á thì gọi ba cái vò đó là chúa ngụy gọi là Ngụy Chúa, ngày xưa là vua Gia Long đã sử dụng cái danh từ gọi là Ngụy rồi. Họ coi Nguyễn Huệ, Nguyễn Nhạc là bọn giặc, thảo khấu, bọn cướp bọn giặc chứ không nghĩ đến cái công lao lưng lẫy của Hoàng đế Quang Trung đánh bại 300.000 quân xâm lược của nhà Mãn Thanh. Thì ba cái vò này nhà Nguyễn từ thời Gia Long đến sau này giam trong ngục đó, suốt trong gần 80 năm đến khoảng năm 1885 khi mà quân Pháp kéo đến đánh kinh đô Huế đó thì vua thời kỳ đó là vua Hàm Nghi bỏ kinh đô chạy trốn đó thì lúc đó không có ai nghĩ tới ba cái vò đó hết từ đó ba cái vò đó thất lạc luôn tức là ba cái sọ của Nguyễn Nhạc Nguyễn Huệ với lại Hoang Toản nó mất luôn từ đó không ai biết đi tới đâu trôi vào đâu hết thời kỳ mà vua gia long trả thù hoàng đế quang trung đó thì những người mà theo hoàng đế quang trung những người mà theo phong trào tây sơn cũng bị trả thù ở đây đọc giải trí xin lược lại một cái một cái sự kiện đó là khi mà à, vua gia long bắt được hai vợ chồng trần quang diệu và bùi thị xuân trong đó có một đứa con nhỏ một đứa con gái khoảng chừng trên dưới 10 tuổi Bà Bùi Thị Xuân thì nhiều người đã biết rất rõ, cái đường Bùi Thị Xuân ở Sài Gòn cũng như là trường nữ trung học Bùi Thị Xuân ở Đà Lạt. Bùi Thị Xuân là một là một nữ tướng danh tiếng của hoàng đế Quang Trung. Khi bị vua Gia Long bắt thì vua Gia Long thuyết phục hai vợ chồng Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân đầu hàng vua Gia Long, nhưng mà hai vợ chồng không đầu hàng thì vua Gia Long mang ra hành hình. Thời kỳ vua Gia Long đó, họ nuôi tới 5 con voi để mà hành hình những người nào họ cho rằng phản bội vua Gia Long, thì uh, hai vợ chồng và đứa con của uh, bà Bùi Thị Xuân cũng bị hành hình. Nhưng mà năm con voi đó đạp chết ông Trần Quang Diệu, tức là chồng bà Bùi Thị Xuân và đứa con gái. Nhưng mà nó lại uh, không dám đạp chết bà Bùi Thị Xuân. Theo lịch sử đó, ghi lại là khi mà voi đã tiến tới đó thì bà Bùi Thị Xuân nhìn thẳng vào voi và hét lớn lên. Thì con voi không biết làm sao nó khưng lại, nó không dám tiến tới nữa. Thì lúc đó là quân sĩ của vua Gia Long mới là dùng gươm, dùng dao, dùng giáo mát chích vào mông con voi để mà thúc nó tiến lên để mà dùng chân đạp của bà Bùi Thị Xuân. Nhưng mà nó lại không dám tiến và nó hú lên, nó bỏ, nó chạy lúc đó nó hàng chục ngàn người dân được huy động tới đó để mà coi cái việc mà hành hình đó họ thấy kinh ngạc không biết tại sao con voi nó không dám đạp bà bùi thị xuân sau đó ông vua gia long mới là kêu quân sĩ lấy những cái sợi dây bằng sắt đó trói chung quanh mình bà bùi thị xuân sau đó đó là mang bà lại cột chặt vào trong một cái cây cột và dùng lửa đốt chết bà bùi thị xuân có cái hành động trả thù của vua gia long nó tàn bạo đến mức độ đó. Phần cuối của chủ đề hôm nay là cái phần nhận định riêng của Độc giải trí về hai nhân vật anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ và vua Gia Long. Chúng ta thấy đó cái sự nghiệp của hoàng đế Quang Trung rất là vang dội trong lịch sử Việt Nam. Ông có công thống nhất đất nước, tức là không còn tình trạng đàn trong đàn ngoài chú Trịnh, chúa Nguyễn đã đã kéo dài 150 năm đánh nhau liên tục làm cho đất nước bị phân tranh chia làm hai miền thì cái sự thống nhất đất nước đó là do công của ông Nguyễn Huệ, hoàng đế Quang Trung. Và ông đã có công cứu dân tộc Việt Nam thoát khỏi sự xâm lược của uh, của của 300.000 quân xâm lược Mãn Thanh. Nếu mà không có cái cái kỳ công về quân sự của hoàng đế Quang Trung đó thì uh, À, quân xâm lược nhà Thanh đã chiếm đóng Việt Nam lâu dài cũng như là trước kia đã từng đô hộ Việt Nam. Và Hoàng đế Quang Trung cũng đã từng đánh bại hai vạn quân Diêm, tức là cái công của ông về mặt quân sự rất là lừng lẫy. Không những có tài về quân sự mà Hoàng đế Quang Trung uh, cũng có tài về chính trị, tức là khi ông lên làm Hoàng đế mặc dầu chỉ có 3 năm, tức là năm 36-37 thì ông ta lên ngôi Hoàng đế đó ông đã đưa ra rất nhiều cái chương trình cải cách thuế khóa tổ chức thi cử và sắp xếp lại cái hệ thống quan lại ấn định cái bộ máy hành chánh ông có một cái thiên tài về quân sự và chính trị tức là không phải là tầm thường còn riêng ông vua gia long đó thì ông ta cái hành động của ông vua gia long đó rõ ràng là cứu cánh biện minh cho phương tiện ông ta chỉ nhắm vào cái việc là phục hồi lại cái ngai vàng của chúa nguyễn ở miền nam thôi và sử dụng tất cả những phương tiện ngay cả khi mà quân tàu kéo qua đánh hoàng đế quang trung đó chính ông ta là sai quân sĩ chở năm chục vạn cân gạo tức là năm chục vạn ký gạo bằng thuyền chở ra ngoài bắc để mà giúp cho quân nhà thanh đánh lực lượng tây sơn đánh hoàng đế quang trung năm chục vạn ký gạo thì một vạn đó là 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 là, là 10 ngàn năm chục vạn tức là năm trăm ngàn ký gạo thì là bao nhiêu tấn các bạn tính thử coi ông ta mang gạo của dân miền Nam đem ra ngoài Bắc để mà ủng hộ uh, uh, tặng cho quân xâm lược Mãn Thanh để mà quân xâm lược Mãn Thanh có cái ăn mạnh hơn để mà đánh lại cái người Việt nhưng mà may mắn là cái những cái số thuyền mà chở gạo ra ngoài đó đó thì bị dông bão và nó chìm hết nhưng mà chúng ta thấy cái hành động vua gia long như vậy và khi ông ta chạy sang sim đó ông ta là uh, mời sim đem quân vào việt nam đánh vua tây sơn đánh hoàng đế quang trung nguyễn huệ để mà phục hồi lại ngai vàng của, 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 của nguyễn ánh và ông ta chấp nhận nhường những cái quyền lợi về kinh tế và chính trị tại việt nam cho ở quân Simla, Thái Lan và người Pháp cũng vậy, ông ta cũng tỏ ra cái thái độ tức là vì muốn phục hồi lại ngai vàng mà sẵn sàng chấp nhận cho người Pháp đến Việt Nam. Thì qua cái hành động của hai nhân vật như vậy đó, thì chúng ta thấy rõ là ai đúng ai sai. Nhưng mà đối với nhân vật như là ông Hoàng đế Quang Trung, Nguyễn Huệ lưng lẫy như vậy mà ngày nay khi mất rồi không có một cái nắm màu nhỏ thì chúng ta là những cái thế hệ con cháu sau này nhìn lại cái sự lừng lẫy của tiền nhân mà lại bị đối xử như vậy thì chúng ta cảm thấy rất là xúc động chúng ta cảm thấy rất là xúc động một anh hùng dân tộc lừng lẫy có công đóng góp cho dân tộc như thế mà cũng không có được một nắm màu nhỏ thì chúng ta phải suy nghĩ về vấn đề này thì chương trình diễn bình của Đọc Giả Trí hôm nay xin được chấm dứt. Xin kính chào tất cả các bạn ở khắp mọi nơi. À, xin hẹn lại ở chương trình kế tiếp.